Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm clip lưu trữ acc này là acc DSX Flash, như là acc này server 512. Thì acc này là acc đầu tiên của tuần thứ hai làm clip lưu trữ. Thì hôm nay bạn có nhắn tin tôi gọi tôi là tư vấn đội hình meta chơi trong UR chơi như thế nào. Đấy. Thì đầu tiên nha, cái này là chỉ là clip hỗ trợ tư vấn chứ không phải là tôi vô tôi ngồi tôi vẽ cho mấy anh em chơi. Tại vì cái việc mà bây giờ vẽ thì ai cũng vẽ được, nhưng quan trọng là người chơi như thế nào. Bây giờ hôm nay là ngày 11 rồi, còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị tới Meta UR. Cho nên là khi mà tới Meta UR thì mấy anh em phải chọn đội hình, chốt đội hình cho mình chơi, giống bạn nghe người này nói người kia nói rồi mấy anh em chơi. Đầu tiên là vô ạc ha. Là có con tăng top, có con skin, có con năm đầu, có xương rồng, có điện bóng. Oài, mẹ ạc này siêu ngon luôn mấy anh em. 512, 512 mà chơi không nạp mà sao có thể lấy được nhiều con dữ vậy, hay dữ vậy. Hao bằng một cách nào mà em có thể bằng một cách kỳ diệu nào mà mà 512 là ra tới bây giờ là nó ra 1 2 3 4 5 6 con à, nạp vài cũ ra nè, quầy kỳ diệu thiệt, mày mày hên đấy chứ, nạp như thế này là hên á, có nạp à. À, giai đoạn đầu nạp 3-4 triệu kêu sao kỳ chay không nạp mà được như tướng thì được, phải có nạp chứ. Rồi ok, đầu tiên nhìn về tướng nha, ngặt đang rất là ngon, có điên bóng rồi, có năm đầu rồi, có xương rồng, nói chung là tướng đầy đủ hết rồi, con nào cần siêu thì kỹ cũng đã có hết rồi. Thì để coi thử khi mà tư vấn trong meta tiếp theo rồi coi thử là sẽ chơi cái gì, coi coi vé mấy em. Hiện tại còn là 155 vé đen và 99 vé siêu kỹ, nhìn vô giờ biết chọn gì luôn rồi, giờ chơi Sunic chứ còn gì nữa. Acc này bây giờ chỉ có chơi Sunic thôi, không chơi gì nữa hết á. Acc này bây giờ muốn đi PvP chỉ có lấy Sunic thôi, trả lời thẳng một câu luôn. Muốn đi PvP bây giờ lấy Sunic, không lấy Sunic khỏi đi PvP. Đơn giản vậy thôi. Giờ acc quá ngon rồi, hai con tăng nè, hai con tăng nè, hai con đam quái nhân nè, một con hồi sinh, bây giờ đi BK là bây giờ chỉ có lấy Sunic thôi, bây giờ lấy gì nữa. Đâu thiếu gì đâu. Đặt hai tướng BV cũng có, hai tướng BV anh hùng có, quái nhân có. Có hồi sinh luôn rồi, giờ chỉ lấy tướng đi BB lấy con Sonic UR thôi. Đơn giản thôi, tầm này là no Sonic, no BB. Đấy. Chừng nào mà mấy ông nào có Zombie Man á thì mấy ông còn vô chơi chơi được ngang với ngang, phải là chơi ngang mà là chơi cửa dưới với con Sonic còn chơi được, chơi cố được. Nếu còn mà bây giờ mấy ông không có Flash rồi, không có một con tướng bút tốc nào hết thì chắc chắn lấy Sonic UR rồi. Đấy, cho nên là chốt đồ hình luôn nha, đó được tư vấn thôi, đơn giản thì tôi lấy trong con Sunic là muốn chết rồi thiệt, tầm này mà lấy xong con Sunic là muốn chết rồi, lấy trong con Sunic rồi lấy co thôi thiệt, tầm này lấy trong con Sunic rồi nghỉ G4 nè, rồi tới con Siriu không biết còn dư vé hay nạp thêm hay không, mà lúc đó cùng lắm là Siriu với lại Boros hết chú quách, hoặc là sau một con Boros thôi đấy là tướng UR nha, tại vì nhìn nhìn cái số vé là biết, nhìn cái số vé là đồ hình của em quá dễ, tại vì đồ hình của em đã đều hết rồi, không phải là đồ hình của em nhìn yếu nha, mà giờ đồ hình của em đã đủ rồi, ba con mạnh nhất ở thời điểm hiện tại khi mà đi quái nhân nè, rồi bây giờ hai con anh hùng em cũng khỏe luôn rồi, bây giờ em cần một con tướng để em đi BB là con nào, là con số nít UR thôi. Rồi ok, bây giờ bắt đầu chiết đồ, giờ bắt đầu chiết đồ ha. Rồi hai dòng tóc có sẵn, hai dòng tóc rồi, không biết Ron chơi Ron bao nhiêu rồi, vẫn 540 chưa ra, chúc em may mắn. Trời ơi, giờ này mà Ron chưa ra tới lúc đó mày Ron điển quần luôn. Con điên bóng biểu gì rồi, ủa chưa, vẫn để đồ tăng tớp à, để coi đồ tăng tớp coi. Uầy, đồ đẹp nha, đồ này với con điên bóng hút cũng ngon nha, đồ này là đồ này là chơi con điên bóng hoài, đồ đẹp á chứ, được ba dòng phần trăm HP ngon, để này hai dòng sát thương, hai dòng HP được. Bộ này cho ôi mày, cái thẻ đẹp ghê luôn ta, trời ơi thẻ này Ron như mơ luôn, Ron như vậy, trời ơi, Ron có ba lần à, thẻ này đẹp ghê luôn, thẻ này bình thường, thẻ này ba dòng bình thường, thẻ này cũng bình thường, ôi mày cũng mà thẻ này đẹp quá em ơi. Nhưng mà cái thẻ này là đi chung cái thẻ này lại kỳ, tại vì cái thẻ này là đang là hai dòng đam, mà cái thẻ này là full thủ mấy em, cái thẻ này đang là full thủ, mà cái thẻ này đang là full đam. Cái thẻ này thì bình thường, cái thẻ này mặc định HP không nói gì, nhưng mà cái thẻ này nếu như mà cái thẻ này miễn thương thì ngon, nhưng mà thẻ này cũng được, tạm giờ dùng tạm đã ngon rồi, giờ nuôi điên bóng nuôi từ 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 lên là khỏe, mà năm sau mà còn chưa nuôi gì nữa,
đòi nuôi như thế nào, chưa bill rồi bill như thế nào nữa, bỏ đồ con tăng tớp bỏ hoài chứ chưa bill rồi chưa bill thế nào nữa, tầm này mà còn chưa bill gì nữa, nó ra tới 11 ngày rồi, năm sao vàng rồi. Rồi ok, đó là chốt về đội hình ha. Bây giờ anh ngó thử siêu mới này, đi thử tính năng chiến thuật sao rồi. Đang lắp lực chiến ảo để lên chơi lực chiến cho đẹp à. À đang kích lực chiến ảo nè, tôi khuyên rồi. À, tôi nói với mấy anh em rồi, là mấy anh em nào làm lần đầu á, mấy anh em nào làm lần đầu á, khuyên mấy anh em là đừng có đi lắp lực, mấy anh em đừng có đi lắp cái này làm cái gì. Tại vì mấy anh em làm clip lần đầu á, lực chiến đi bao nhiêu cũng không quan trọng, để lên 40 triệu thì công nhận là đẹp thiệt, nhưng mà mấy anh em phải để tính năng chiến thuật cho tôi tư vấn chứ. Chứ bây giờ tôi hỏi mấy anh em nha, giờ mấy anh em lắp á, cái ạc chơi gì rồi lắp gì rồi tôi biết tư vấn cái gì. Rồi để lực chiến đẹp lên là vô, giờ tôi kêu rồi chơi gì mà không để gì, tôi biết tôi làm gì trời. Mấy anh em chơi làm clip lần đầu không có cần kích lực chiến ảo đâu, chỉ qua mấy người nào đi làm clip cục mốc á, người ta thiếu ví dụ như 1-2 triệu mà người ta tranh thủ người ta làm số là nhỏ đẹp á, ví dụ như đang 78 làm 79 hay là 80 gì đó ta kích lên thôi. Còn mấy anh em làm lần đầu mà lực chiến bao nhiêu chả được, để vô mình chỉnh coi thử là cái tính năng chiến thuật này nó ok hay chưa, để mình đi phù hợp đối với đội hình của mình chứ, ở thời điểm hiện tại mình đi như thế nào chứ, tự nhiên vô mình đắp lực chiến ảo làm cái gì, đúng không? Thôi lỡ rồi thôi, đây là còn dư 2 đá à, ngon. Rồi đó, hợp lý luôn. Dư 2 đá anh hùng 4 đá quái nhân luôn, ok. Mà tôi nói đi nói lại hoài mấy ông, tôi thấy mấy ông sang quá, đù đắp dữ ta. Tôi thấy là cũng chịu khó đi đắp đá đó. Nè, một viên nè. Rồi, hai viên nè. Rồi ba viên đá quái nhân đi đắp vô ba con viên đá quái nhân đắp làm chi vậy? Mấy anh em chơi mà không tính, giờ ba viên đó tại sao mình không để cho đủ đá quái nhân để sau này lỡ như con Sunnit mình quay lỡ nó nổ hồn sớm thì sao? Mấy anh em không tính một viên đá này, mấy anh em cứ tính đi một viên đá tự nhiên mấy anh em bỏ 600.000 ra mấy anh em đắp vô cho một con siêu rồng. Mà trong khi đó mấy anh em đang có một con skin mạnh thiệt mạnh, một con skin Awaken 2. Nó nổ đam DOT không, nó đã là 86% lượng chiến thương đam DOT rồi. Đồ vẫn để cho con skin. Mà tự nhiên đi đắp đá cho con xương rồng. Tại sao hồi đó chưa tính, làm gì có câu chuyện hồi đó chưa tính. Cái lúc mà ra con xương rồng này á, là nó đã có bán đá trên cửa hàng rồi. Mà nó cũng vô lý nữa, đắp như vậy là đắp vô lý. Ví dụ như con skin này ok, em đắp đá anh không nói gì hết. Thiệt. Con skin này em đắp đá vô con skin này anh không nói gì hết. Nhưng mà con xương rồng này con năm đầu em đắp thêm đá làm gì? Đúng không? Con xương rồng này nói đơn giản thôi, con xương rồng này bản thân nó còn để đồ cho con skin là nó biết con skin này đang gánh đam. Đúng không? Con xương rồng này chỉ phục vụ một cái lối đi duy nhất là con xương rồng này vô hỗ trợ đam DOT thôi. Đúng không? Thì cái việc mà tự nhiên đắp thêm một viên đá cho một con xương rồng không đồ. Nó vô lý không? Giờ cứ suy nghĩ đi, tự nhiên mình đi đắp cho một con xương rồng không đồ mà còn không siêu thiệt kỹ, nó bị cắn không? Phải như mà câu chuyện phải như không, việc không siêu thiệt kỹ anh không nói không mà là ngay từ đầu con xương rồng này cái vai trò em đã xác định khi mà em lấy cái con xương rồng này về mà con em đã skin 2 rồi mà còn thêm con xương rồng vô không siêu thiệt kỹ làm cái gì? Đúng là mặc dù server mới không có co là không có co thì đi nó cần rất cần xương rồng, nhưng mà con xương rồng của em ngay từ đầu em lấy con xương rồng về, em có xác định em lấy con xương rồng về để làm cái gì không? Cái này đáng nói nè, mọi người biết con xương rồng này lấy về server mới để làm cái gì không? Thiệt. Cái việc con xương rồng này về á nha, cái việc con xương rồng này về á, khi mà mấy anh em chơi con xương rồng này nè thì ai chả biết đi PvE. Nhưng mà đi PvE giờ anh hỏi em nè, con xương rồng này đi PvE á, cái vai trò của nó trong PvE nó với lại con skin làm gì? Mà trong khi đó nha, lấy về đi PvE anh hỏi em á, con skin với lại con xương rồng này nè, em lấy về tự nhiên một con xương rồng em không có siêu thiệt kỹ, ok không sao hết. Nhưng mà em còn không bỏ đồ cho con xương rồng, mà trong khi đó tự nhiên em đi đắp đá cho con xương rồng làm cái gì? Mà trong khi đó con skin em đang ở Awaken 2 rất mạnh. Cái nhiệm vụ của nó là con xương rồng này lấy về để cho con xương rồng này nó phụ con skin nó nhả độc nhanh hơn, và nó giúp cho con skin nổ DOT nhanh hơn, thay vì con skin phải đấm tới 2-3 lần thì nó mới full.
Anh nói ví dụ như này nha, nói ví dụ thực tế cho mấy anh em coi luôn, mấy anh em lấy tướng giờ mấy anh em không bao giờ mấy anh em coi cái vai trò của nó. Mấy anh em không có cái con skin 2 khi mà mấy anh em chơi server 512 này là server không có cơ mật, đúng không? Thì khi mà cái vai trò của con skin này với lại con xương rồng, đúng không? Khi mà mấy anh em đi vô ấy, thì khi mà con skin này nếu như nó đi một mình, tôi nói nếu như đi một mình ở đây ấy, thì nó phải tốn không biết bao nhiêu lần. Ví dụ như đây là 6 con ấy, đây là 6 con đúng không? Đây là đội hình là 6 con ấy. Thì tốn biết bao nhiêu lần để cho con skin này nó full đập. Đây này. Đấy thì nó phải tốn, bây giờ nó đấm đấm một con nè. Đấy. Đó, bây giờ nó phải tốn hai lần đấm, mà khi mà nó đấm xong gì đúng không, nó bị hụt hai con, hụt đập hai bên này thấy không, rồi nó phải tốn thêm một lần chi kích nữa thì nó mới phun được 6 con. Và trong cái lần đó thì quái nó sẽ hành động, nó chi kích nè, nó phủ đầu, nó trường lực tùm lum tà la nữa, con skin của mấy mấy mọi người á không kịp lên đập và không kịp nổ AoE. Trong trường hợp xui này con skin nó đã đấm ba lần luôn rồi và con này nó vẫn không dính đập, thì cái việc mà khi con xương rồng á, cái có con xương rồng trong đội hình để làm cái gì, để nó phụ con skin đam DOT nhanh nhất có thể khi mới bắt đầu trận đấu. Mọi hiểu không? Để con Sikin đam DOT nhanh nhất để vô trận đấu luôn, là con Sikin nó nổ đam DOT luôn, không phải chờ. Đấy, và nó kèm theo hiệu ứng đập nữa, cho nên khi mà lấy về em lấy có một con Sikin nào Awaken 2 là em đã rất khỏe rồi. Mà khi mà em chọn em lấy con xương rồng về gần như DPV rất là ngon, nhưng mà ở thời điểm hiện tại anh không hiểu cái vấn đề là em đang bị lấn cấn là em không lấy siêu kỹ, ok, không sao bình thường. Chơi bình thường là mình chơi mình lấy chỉ cần là vai trò hỗ trợ, nhưng mà tự nhiên đắp thêm một viên đá vô con xương rồng làm gì, mà lúc đó đã biết là một viên đá là 600 nghìn, mà trong khi đó là bây giờ còn có bốn viên đá quái nhân à, mà acc này chắc chắn sẽ lấy Sonic, bây giờ tự nhiên bị hụt một viên đá đỏ, mà trong khi đó là meta quái nhân chắc chắn kiểu nào ai nói mọi người có thể bỏ Sonic luôn, ok, đó là lối chơi của mấy anh em. Nhưng mà con Boros nó cũng là quái nhân vậy, thì giờ đó đắp thêm lấy được chiến anh cũng hiểu luôn, đắp thêm lấy được chiến, mà trong khi đó lấy được chiến nó làm gì, trong khi đó cái con đang mạnh nhất đội hình em là con Sikin ở Awaken 2 thiệt. Cái con Sikin đang là cái con Awaken 2 mà bản thân em còn đang để đồ cho con Sikin luôn nha, nếu như em để đồ cho xương rồng anh không nói, bản thân em còn đang để đồ cho Sikin thiệt, nó bị lấn cấn nhiều thứ lắm. Cho nên là khi khi mà mọi người xây dựng con xương rồng này, khi mà mọi người chơi xì mới lấy con xương rồng này về, lấy con xương rồng này về đồ mọi người chia ra, nó bị sao á hết. Trong khi đó cái câu này nè, nó đang là chủ chốt của ạc, mà trong khi đó nuôi đi ok đắp đá không có vấn đề gì hết, xong rồi con xương rồng mày lên nuôi lên tự nhiên, xong rồi đi đắp đá mỗi con đắp viên gì á thiệt. Tôi nói đắp mấy anh em đi đắp một viên như này nè, mấy anh em đi đắp một viên cứ mỗi con mấy anh em đi đắp lễ tỷ một viên như này, tới lúc cái thời mà con Sonic á rồi ai cũng phải trả giá thôi thiệt. Cho nên là câu chuyện ở đây là không, cái việc có skin có xương rồng không sao, tại vì không có câu mực mấy anh em à. Việc mà không có câu mực mấy anh em đi khổ lắm nha. Tại vì cái tuần này á, tôi nói là tại vì cái tháp tuần này nó dễ nha, tôi nói là cái tháp tuần này nó dễ. Nếu như tôi nhớ không lầm là có một cái tuần mà vô mặc định quái đi trước luôn, đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm. Nó có một cái bút mà tôi không nhớ cái bút đó đọc đúng là gì, nhưng mà tôi nhớ là cái bút đó là quái vô nó mặc định là quái nó sẽ đi trước trong lượt đầu tiên. Quái được tăng bao nhiêu tốc độ là kiểu nào vô luôn, tốc mấy ông cao cỡ nào quái nó cũng đi trước hết á. Thì khi mà quái nó đi trước vậy, mấy anh em siêu mới mấy anh em sẽ không có cơ mật, thì mấy anh em thấy cái vai trò của con xương rồng với con skin nó cực kỳ lớn luôn thiệt. Và cái vai trò khi mà mấy anh em xếp đồ hình cái tùng nó đi cực kỳ khó, tại vì khi mà mấy anh em không có co á, vô quái đi trước á một lượt là chết nha, mặc định quái trong lượt đầu tiên nó đi trước luôn. Có một cái bút mà tôi không nhớ cái đọc tên cái bút đúng của nó là cái gì, nhưng mà tôi nhớ đợt tôi đi bên server chung á là con quái đi trước con Sonic của tôi luôn, là cái tuần đó là bút bao nhiêu phần trăm tốc độ á, là để đi chết luôn đấy. Cho nên là khi mà mấy anh em đi là mấy anh em phải hiểu được vận hành đội hình như thế nào cho nó hiệu quả, chứ không phải là vô là cứ lấy về, cứ thấy người ta lấy về mà biết chơi thì sao, cứ đắp đá vô cho mạnh. Bây giờ anh hỏi em, nếu như mà em đắp vô em lấy em đắp vô lấy lực chiến đi, em lấy em đắp vô lực chiến đi thì em đắp những con khác ngon hơn à? Tại sao em đắp vô thêm viên của năm đầu tầm này xong nhét vô được thêm viên không, tại sao nhét vô viên hai viên của năm đầu luôn đi, mà trong khi đó là ra nhét gì nó bị phí. Mấy anh em chơi chưa kể nha, anh nói chưa kể cái việc mà nâng đá lên á, vô chơi đúng không, sau này tới lúc meta những con UR nó ra sau này không có duyên kích lên nữa. Trời ơi.
Cho nên là bây giờ ai mà tích đá có sẵn ngày xưa, bây giờ qua meta, UR chơi chơi dễ rồi, là dễ luôn. Đấy. Giờ qua server, bây giờ qua giai đoạn UR ấy, mẹ, bây giờ ông nào còn Tatsumaki á, tôi nói còn Tatsumaki mà bây giờ ông nào còn 6 viên đá anh hùng ấy, mẹ tới Tatsumaki là mẹ chỉ cái nồi nằm ngửa ngửa đầu lên thôi. Sướng như tiền thiệt. Bây giờ mấy ông quay kiểu nào nó chứ, mấy ông giờ quay kiểu nào quay hên đi mẹ, ra nổ hồn sớm mà vô phát bú đậm Tatsumaki luôn. Vừa bú được Tatsumaki mà còn vừa bú được cả mấy con anh hùng sau. Mẹ meta anh hùng sau nó kéo dài luôn, chỉ cần một con mấy ông nổ hũ sớm là mấy con đời sau mấy ông đỡ vất vả biết bao nhiêu. Đấy. Đấy. Rồi, ok, đó là câu chuyện, đó là câu chuyện khi mà nâng cấp đội hình nó lại hiểu vai trò của tướng. Rồi ạc này là chốt con Sonic thôi. Ạc này bây giờ UR, cái con UR đầu tiên của meta, cái con UR đầu tiên của meta của em sẽ là con Sonic UR, chắc chắn 100% luôn. Nếu như em muốn đi PvP, còn em không đi muốn PvP thôi thì Tatsumaki hoặc là con khác em tùy chọn. Đấy. Tại vì bây giờ tôi hỏi, bây giờ vô mấy anh em chơi á, bây giờ mấy anh em chơi mấy anh em cầm 3 viên đá đỏ. Bây giờ tôi hỏi mấy anh em mới qua tháng đâu, tôi nói chưa kịp quay tướng nha. Bây giờ mấy anh em vô ạt thôi, mấy anh em cầm 200 giấy đen, 3 viên đá đỏ quá nhân với lại 3 viên đá anh hùng, mấy anh em lọ con mẹ gì nữa. Đúng không? Giờ tôi hỏi mấy ông nè, bây giờ mấy ông á, bây giờ mấy ông vô mấy ông cầm 3 viên đá đỏ. Với cái máu gacha của mấy ông ấy, ai chẳng nghĩ bản thân mình hơn. Đúng không? Ai chả nghĩ bản thân mình hơn thì mấy ông cầm 3 viên đá đỏ với lại 3 viên đá quái nhân luôn, 3 viên đá đỏ quái nhân, 3 viên đá đỏ anh hùng. Bây giờ mấy ông tự tin không, với một thằng không có gì trong tay, theo mấy ông một thằng không có gì trong tay với lại một thằng đã có vốn, đúng không? Thì bây giờ hỏi mấy ông, mày qua meta kể cả bây giờ mấy ông dư đá vàng ra luôn, kể cả bây giờ mấy ông dư ra, mấy ông dư 8-9 viên luôn, dư 8-9 viên luôn, rồi mấy ông dư đá ra mấy ông nâng những con khác, ok không? Ví dụ như sau này nó ra Kabuto SR cộng, đâu lộn, ra Kabuto UR, vua lòng đất UR, phượng UR hoặc là những con quái nhân UR, trong trường hợp mấy ông dư bây giờ cái chục viên đá quái nhân hoặc là dư chục viên đá anh hùng. Bây giờ mấy ông là khi mà mấy ông cầm một lượng đá dư đó mấy ông qua meta khổ sướng không? Bây giờ câu chuyện này con King UR, con King UR ơi, bây giờ con King nó có UR đó. Bây giờ mấy ông nào đang có dư đá mấy ông nâng sướng không? Hoặc là qua meta UR mấy ông nào mà xác định chơi Tatsumaki ở Awaken 2 đi, hay là mấy ông quay con Shiryu Awaken 2 mất 300 kiểu gì mấy ông quay ra cũng dư hồn. Đúng không? Cho nên là khi mà mấy em câu chuyện, khi mà mấy em có sẵn tài nguyên á, mấy em tiết kiệm chút xíu đi. Để tiết kiệm trong giai đoạn này, bây giờ trong giai đoạn này là cái giai đoạn mấy em tích tài nguyên này, xây dựng đội hình, chốt cái đội hình để mấy em chơi cho nó dễ. Ơi. Đêm hôm qua đêm đêm phải nói đêm hôm qua, đêm hôm nay mẹ rạng sáng hôm nay mẹ tôi vô tôi ngồi tôi coi chiến khu bên server chung á, mẹ cả một cái cộng đồng nó thay đổi luôn. Hồi đêm hôm qua ông nào mà coi chiến khu với tôi chứ, coi là đêm hôm qua mấy ông coi cả một cái cộng đồng nó thay đổi luôn. Ở server Việt Nam mình cũng vậy thôi, khi mà tới một cái giai đoạn nào đó sẽ thay đổi rất nhiều. Mấy anh em chơi, mấy anh em dám thay đổi, dám mạo hiểm hay không mà nó xoay meta liên tục, không bao giờ chơi một cái đội hình cố định hết á. Đặc biệt là bây giờ mấy anh em khi mà chơi phân khúc tầm trung như này, mấy anh em phải định định kiến cố định một cái đội hình của mình á, để mình khóa lại. Nên để trong một cái tháng nào đó, một cái meta nào đó mình lật kèo lên. Rồi ok đó, cho nên là khi mà vô ở đây là mình định hướng đội hình cho nó khỏe. Đó, lại tài nguyên chơi đó, bây giờ đội hình là bây giờ vé đủ rồi, tới Sonic đủ rồi, chứ tiêu kỹ cũng đủ luôn rồi, chọn Sonic thôi. Đó hướng anh tư vấn. Còn mà tới lúc đó thì em định hướng khác như thế nào thì xoay sở tùy tình huống. Đấy. Lại tôi khuyên chẳng hạn này mấy anh em mặc phía sau, mấy anh em nào mà làm clip lưu trữ lần đầu đừng đi kích lực chiến ảo làm gì đó. Mấy anh em lắp như này tôi vô tôi không biết tôi tư vấn gì đó, tại vì mấy anh em giờ đầu mấy anh em thẻ thiếu lắm. Anh em thẻ thiếu lắm, anh em đi như thế nào, mấy anh em đi cho nó chuẩn ngay từ đầu luôn, để sau này một cái bộ form mình có một cái bộ form chuẩn á, để mình đi mình chuyển ra chuyển chuyển qua chuyển lại nó không bị thọt đấy. Không căng sống căng mấy anh em, tầm này mà còn tầm này chơi được, chơi được bán hạt à, thiệt tầm này gãy nhanh lắm. Tôi nói ví dụ như tầm này tôi nói luôn, tầm này tôi nói con điên bóng nha, tôi nói sau khi chút nữa tôi nói câu chuyện con điên bóng xong, hạt này tôi làm clip lưu trữ xong tôi nói về vụ con điên bóng nè. Rồi, ok, đó là cái lời khuyên về acc này mấy anh em làm phía sau nha. Acc này thì acc đầu tiên trong tuần nên là cũng nhẹ nhàng vui vẻ, dặn nó tí thôi thì nâng nó bị phí. Lấy tướng về thì mình phải hiểu cái vai trò của quân tướng, nhưng mà lấy về để nâng đắp tí đắp đại vô tiền nó tốn tiền.
Vậy bây giờ thay vì mình nạp nhiều trong giai đoạn đầu, tại sao mình cũng chia nhỏ ra mình nạp? Tôi nói ví dụ đi, tôi nói ví dụ như thế này. Là mấy anh em chơi game đúng không? Mấy anh em một tháng á, mấy anh em có thể chích ra được cũng cỡ tầm 2 triệu để mấy anh em nạp game. Tôi nói ví dụ nha, là mấy anh em có thể chích ra được 2 triệu mấy anh em nạp game vào một tháng. Tại sao 2 triệu đó mình không nạp vô một tháng đó, xong rồi mấy tháng sau mấy anh em hết tiền, mấy anh em không còn tiền nạp nữa, mấy anh em bỏ. Đúng không? Mấy anh em không nạp nữa. Vậy thì tại sao 2 triệu đó mấy anh em không chia đều ra mỗi 5 tháng, mỗi tháng 400 ngàn? Đúng không? Mấy anh em chia nhỏ ra, vậy tại sao mấy anh em không chia nhỏ ra? Ví dụ một tháng mấy anh em nạp hơi mới vô, mấy anh em nạp 2 triệu luôn. Một tháng đó mấy anh em nạp luôn 1 triệu, 2 triệu gì? Tại sao mấy anh em không chia nhỏ ra? Một tháng ví dụ như một anh mấy anh em nạp 200 ngàn, rồi một tháng mấy anh em nạp 400. Thì bây giờ đó thì bây giờ ngưng rồi, thôi ngưng rồi. Bây giờ tại sao ngay từ đầu đó, ví dụ như bây giờ em ngưng đi, giờ vậy sao ngay cái lúc mà tháng em nạp á, tại sao em không tiêu tiết kiệm tí? Nếu như mà bây giờ em ngưng đi, nói nếu như mà bây giờ em ngưng đi mà ngay từ đầu đó, em để con xương rồng này em dư đống đá, hoặc là em bỏ luôn con xương rồng này luôn, thấy ạc em có yếu đi không? Chắc chắn là không, vì ạc em một mình con skin như con skin 2 là con năm đầu này sẽ giải quyết cho vấn đề em ít nhất là tầng hạ huyền tới tầng 35. Thì thêm con xương rồng này vô nữa thì em có đi được bao nhiêu hay không, so với cái việc mà 180 vé đen để em đổi lấy một con tướng đấy. Rồi ok, đó là cái chia sẻ của anh về góp ý khi mà em xây dựng chỗ này vậy thôi. Rồi ok ha, ạc đầu tiên nhẹ nhàng tình cảm.